Tình hình kinh tế trong những năm vừa qua đầy khó khăn và thử thách. Năm 2013 được các chuyên gia kinh tế dự báo sẽ tiếp tục đối đầu. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này rất lớn đối với doanh nghiệp, nhưng vẫn còn những doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược và giải pháp phù hợp, cùng sự nỗ lực không ngừng nên đã trụ vững và phát triển. Trong số đó có công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Nam Phát, thép Nam Phát. Được thành lập từ năm 2005, công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực cung ứng thép xây dựng, thép công nghiệp, đóng mới, sửa chữa và kinh doanh vận tải thủy. Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, ban lãnh đạo công ty xác định lợi nhuận không phải là mục tiêu quan trọng nhất, mà uy tín trong kinh doanh mới là giá trị mà thép Nam Phát luôn cố gắng xây dựng. Ban đầu, công ty chỉ có một nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Ngọc Hồi, Hà Nội. Sau đó, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và mong muốn mở rộng thị trường trên khắp cả nước, các nhà máy sản xuất thứ 2, thứ 3, thứ 4 lần lượt ra đời tại cụm công nghiệp Duyên Thái, Hà Nội, Hưng Yên. Năm 2010, chi nhánh tại Quảng Ninh phục vụ cho ngành đóng tàu, vận tải đường biển trong nước và quốc tế. Với số vốn đăng ký kinh doanh trên 120 tỷ đồng, công ty có điều kiện đáp ứng các chương trình đầu tư cho sản xuất. Các dây chuyền máy móc hiện đại của công ty được nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Như dây chuyền cắt cuộn 4-16 ly, 6-25 ly, máy cắt, dây chuyền xả băng từ 0,5 đến 6 ly, máy lốc, máy cán tấm lợp, máy uốn, đa triền, tời neo, vân vân. Đây là cơ sở kỹ thuật vững chắc để công ty nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đến với Nam Phát, quý khách hàng sẽ được cung cấp các sản phẩm có chất lượng như thép cán nóng UIV, thép thanh tròn, thép cán nguội độ dày từ 0,2 đến 3mm, thép ống, vuông, tròn, hộp, oval, sago, cọc cừ, thép tấm, vân vân. Công ty còn có thế mạnh về xuất nhập khẩu và cung cấp các sản phẩm thép chuyên dùng trong các ngành công nghiệp như kết cấu thép, đóng tàu, cơ khí chế tạo, vân vân. Các mặt hàng được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng và nhà sản xuất. Hiện công ty đang cung cấp các sản phẩm có tiêu chuẩn như SS400, Q235B, KMK, Q345B, SS540, SBHC, SBHT, SAE1006, v.v. Các sản phẩm tấm lợp với độ dài bất kỳ, thép mạ màu, mạ kẽm của công ty luôn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của khách hàng. Công ty còn sản xuất, cung cấp thép xây dựng, thép cây từ Phi 8 đến Phi 32, mang thương hiệu Bomina, phục vụ cho các công trình với giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, giao hàng tận dân công trình, ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, nơi lấy hàng rộng rãi, thuận tiện, gần mặt đường 5. Công ty còn cung cấp các cọc cừ nhập khẩu mới và các cọc cừ cũ, cho thuê hoặc bán tùy theo nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra còn cung cấp các sản phẩm tấm lợp có độ dài bất kỳ, sản phẩm sóng đường khung nhà thép Samin, các cấu kiện công nghiệp nặng, cẩu trượt v.v. hoạch định hình theo yêu cầu với các đội xe vận tải và xe cẩu, phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng. Công ty đã cung cấp nhiều sản phẩm cho các công trình xây dựng lớn như khu đô thị Dương Nội, khu nhà ở Từ Liêm, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, khu chung cư Villa Sega, v.v. Để duy trì sự phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành nhà vận tải biển và đóng tàu uy tín tại Việt Nam, công ty đã phát triển thành lập thêm công ty cổ phần đóng tàu và vận tải biển Nam Phát, Nam Phát Ship Corp. Với nguồn nhân lực đóng tàu và vận tải biển 100 người, bao gồm thuyền trưởng và các thuyền viên của hai tàu nội địa và một tàu quốc tế, là những cán bộ được đào tạo bài bản, có tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt các thuyền trưởng là những người có bằng cấp chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Không những thế, các cán bộ quản lý, kỹ sư tàu biển, kỹ sư máy và vỏ tàu là những người được tuyển chọn kỹ càng, cùng đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề và không ngừng học hỏi, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, luôn làm hài lòng khách hàng. Chất lượng đóng mới và sửa chữa tàu của Nam Phát được áp dụng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001. Các đội tàu có trọng tải từ 2.000 đến 3.000 tấn của công ty đã hoạt động ngày đêm làm cầu nối vận chuyển hàng hóa cho các khách hàng với nhiều loại hàng hóa, từ linker, tôn cuộn, sắt thép cho đến các mặt hàng nông sản như gạo, ngô, phân bón, v.v. Trung chuyển hàng hóa giữa các cảng biển trong nước và khu vực Đông Nam Á, Bắc Á. Công ty phấn đấu hướng tới mục tiêu trở thành hãng tàu biển lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, sự cạnh tranh thì gay gắt, thì công ty chúng tôi, một doanh nghiệp hoạt động trong ngành thép và vận tải biển, nên cũng xác định sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu sống còn của công ty. Do đó, công ty chúng tôi chú trọng vào những vấn đề sau. Thứ nhất là về sản phẩm thép thì đa dạng về chủng loại và xuất xứ, chất lượng hàng hóa thì ổn định.
và gia công được mọi nhu cầu của khách hàng. Thứ hai là chính sách bán hàng thì linh hoạt, chú trọng khách hàng truyền thống cũng như các nhà máy và cơ sở sản xuất, các dự án có uy tín và vận chuyển đến tận chân công trình, phục vụ đúng tiến độ khách hàng. Thứ ba là việc chăm sóc khách hàng thì bảo hành chất lượng sản phẩm, thực hiện các dịch vụ sau bán hàng. Việc thứ tư là chúng tôi tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu của Lamfast Steel và Lamfast Ship ra thị trường quốc tế và cũng như thị trường trong nước để phục vụ việc xuất khẩu các sản phẩm thép và vận chuyển đường biển quốc tế. Thứ năm, đầu tư vào đội ngũ cán bộ kinh doanh có chất lượng, kinh nghiệm cộng với sự nhiệt huyết trong công việc. Nhân dịp Xuân Quý Tị năm 2013, tôi thay mặt ban lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ anh em nhân viên công ty kính chúc cho các bạn hàng, các đối tác một năm mới an khang, thịnh vượng và dồi dào sức khỏe để tiếp tục đương đầu với những khó khăn trong năm tới. Và tôi cũng xin cam kết Lamfast sẽ luôn là bạn đồng hành với các đối tác và các công trình và với toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đang đeo trên mình huy hiệu Lamfast Steel. Với phương châm cùng tồn tại, cùng phát triển, cùng hợp tác, cùng thành công, Lamfast đã và đang nỗ lực xây dựng uy tín trên thị trường bằng chất lượng các sản phẩm dịch vụ, liên tục mở rộng mạng lưới kinh doanh trên toàn quốc và vươn ra thị trường thế giới. Tháng 5 năm 2011, công ty đã mở rộng chi nhánh vào thành phố Hồ Chí Minh với việc đặt nhà máy có diện tích 4.000 m2 tại khu công nghiệp Tân Tạo, nhằm tạo thuận lợi cho việc hợp tác với khách hàng khu vực phía Nam và đưa thương hiệu thép Lamfast đến gần hơn với các đối tác có cùng mục tiêu phát triển. Hàng năm, công ty Lamfast nộp ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng và luôn quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty. Công ty thường xuyên tổ chức các sinh hoạt đoàn thể và hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên giao lưu, tăng thêm tinh thần đoàn kết. Ngoài ra, công ty cũng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện xã hội với tinh thần lá lành đùm lá rách. Gần 10 năm tạo dựng và đưa thương hiệu Lamfast đi lên, luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức để tồn tại và phát triển, công ty đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng có giá trị. Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam các năm 2011-2012, cúp vàng doanh nghiệp hội nhập và phát triển. Đặc biệt ông Lương Văn Ngọc, giám đốc công ty đã được tặng danh hiệu doanh nhân ưu tú năm 2012 cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Mới đây nhất, ngày 12 tháng 1 năm 2013, công ty Lamfast đã vinh dự được trao dấu hiệu chứng nhận thương hiệu Việt uy tín năm 2013.